Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình sửa xe đạp với Sài Gòn Bar Shop. Hôm nay bảo trì một chiếc xe có xe Touring thắng V, dùng thắng V dầu Magura. Dân vừa làm vệ sinh phủi bụi xong để cho các bạn xem cho nó kỹ nha. Thì mình sẽ tiến hành tháo ra và xem những bộ phận nó như thế nào. Và sẵn dịp đây, Vân sẽ chia sẻ với các bạn cách bảo. Các bạn xem tôi di chuyển cái thắng bên đây, hiện tại má thắng bên đây, các bạn để nhìn xem nha. Để tôi sẽ kéo, tôi sẽ đưa bô thắng ra ngoài hoặc đưa vào trong nhà. Ra ngoài đúng không? Rồi tôi chịu cái cánh bướm lại nè. Tôi bẻ này lên. Rồi, các bạn thấy chưa? Đi vào. Bây giờ tôi đẩy vào bên trong. Tôi sẽ đẩy tới theo chiều kim đồng hồ dẫn vào, các bạn đẩy xong các bạn bẻ cánh này lên, các bạn thấy vào chưa? Tiếp nữa, cứ thế chúng ta bẻ đi đó. Các bạn thấy hành trình nó đã vào rất là sâu rồi đó, xem như chúng ta đã biết canh bố bên đây rồi ha. Và hành trình hai bố đây nè, đi trên một đường ngang, đường thẳng, đường ngang mặt phẳng nha các bạn, nó không có bị lệch lên lệch xuống. Lấy ra. Rồi các bạn xem, Magura có một cái khung sẵn, người ta nói trong cái phục nha. Các bạn xem, mỗi lông đòn cho ta lông đòn canh để cho chúng ta trượt không bị dướng vào má sườn. Thì hai lông đòn này nó có cái dấu, thì các bạn gắn bên trái bên phải qua cũng được hết, nhưng mà phải có cái chiều nha. Cái mặt này lên trên, cái mặt bị cắt nè, nằm quay lên trên up nha. Xong thì đây là cái khung các bạn, đây là cái khung, không có cái này là chúng ta không thắng được. Thứ nhất là định vị nè, định tâm càng thắng, càng thắng hai cái heo dầu, mỗi bên một con heo. Các bạn xem phía sau này, đây cái cánh mà để chúng ta tăng chỉnh bố nha, ra vào nha. Bên đây cũng vậy, ra vào. Thì chúng ta xây, các bạn thấy có răng không? Răng nè, răng xoắn nè, răng xoắn to đó. Và bên trong răng xoắn nhuyễn nhỏ. Khi chúng ta chỉnh bố, đưa bố, tăng đưa bố ra vào đúng vị trí xong thì chúng ta khóa lại. Khóa an toàn lại. Thì các bạn xem kỹ, thật sự ra nó là một củ dê các bạn, đây. Các bạn không siết bóp lại nè, đúng không? Chúng ta siết nó bóp lại, thì bắt buộc phải có cái khung này, không có khung này chúng ta không thắng được. Thì trước khi ráp khung chúng ta quay mặt lại nha, để nhìn thấy rõ hai cái tán này các bạn. Định vị vào, nó đưa vào xong rồi đó, bạn gắn cho đúng không? Khi các bạn di chuyển thì nguyên cái khung này đi theo, miếng khung đi theo, lên xuống và qua lại không được bao nhiêu cả. Xem nha, ta đưa vào và bắt buộc cái con này đây phải đưa vào, con này con khóa. Thì khi chúng ta canh chỉnh xong chúng ta khóa là con này con chết, fit luôn, cố định luôn. Còn con này là không cố định được, tại đây là khóa. Để làm gì? Khi chúng ta thay vỏ xe, tháo bánh xe ra thì chúng ta lấy ra xem nha. Rồi, giả sử chúng ta xác định được vị trí bánh xe, chúng ta khóa lại nha. Chúng ta khóa lại nè, phải đè sập đầu này vào, khóa lại xong rồi đấy. Bây giờ khi trên đường đi chúng ta tháo xe, chúng ta thay vỏ xe hoặc chúng ta xì bánh xe, chúng ta lấy ra thì cái vỏ nó to này bằng má niền các bạn, cái vỏ nó to lắm, đúng không? Lấy ra không được, chúng ta lấy này ra,
xếp ra. Chúng ta không đụng, không lấy khung này ra nha, chỉ lấy cái một con heo thôi. Đó, rồi các bạn lấy ra được rồi đó. Đúng chưa? Chúng ta xì cái vỏ lấy ra. Còn nếu mà các bạn khó lấy nữa thì các bạn có thể tăng, không cần tăng 4, lấy cái này ra luôn cũng được. Nhưng một bên là chúng ta lấy được rồi. Thì các bạn thấy rõ ràng thắng Magura rất là dễ, chứ thật sự không có khó. Thắng Magura rất dễ ráp, không khó nha các bạn. Thì chúng ta dùng một sợi dây cước, xin lỗi, dây cước, dây nhựa nha các bạn, rút bên đây. Và một dây khác chúng ta rút trên tay nắm tay thắng đó. Khi chúng ta bóp thắng vào, chúng ta rút lại cho nó chịu lại. Bạn thấy bê tông lồ ra không? Hành trình bê tông bắt đầu đi ra nè. Đây, sát rồi đó. Hành trình mỗi bê tông này đi trung bình là khoảng chừng 1 cm đổ lại. Rồi, các bạn nhìn kỹ trên mấy cái má đầu bê tông có bụi giờ. Chúng ta lấy bàn chải tiếp tục. Hoặc khăn, nói chung bàn chải là đánh tốt nhất. Xong nha. Bây giờ đến công đoạn thứ hai là chúng ta dùng cái dầu. Dầu này các bạn, dầu này là một loại dầu mới may. Thì cái dầu này nó không có tác dụng mạnh tới tất cả các cao su. Và nó chỉ làm bôi trơn và không có ăn mòn. Và đồ bôi trơn nó rất là loãng. Loãng, nó dùng, lý do tại sao nó dùng trong máy may. Thì trong cái máy may của phụ nữ may đó, các bạn biết á, khi những người phụ nữ máy công nghiệp ngày nay, thường thường ngày xưa là ta đạp, còn ngày nay á thì máy công nghiệp, thì các bạn thấy motor nó kéo, nó chạy tốc độ rất là nhanh, cực kỳ nhanh, nhưng mà nó không có lực, lực nó không bao nhiêu hết. Thành ra nó không dùng mỡ bò, không dùng nhớt, và nó dùng dầu máy may. Dầu này khi khô thì không có để lại bất cứ cái gì cả. Còn nhớt khô là lấy lại chất nhờn, bụi bặm dơ hoặc rít hoặc mỡ bò. Khi hết chất bôi trơn nó sẽ thành bùn, bị rít. Thành ra cái dầu này là tốt nhất. Rồi bây giờ các bạn nhiễu vô đây nha. Như vậy nha. Rồi, lúc này chúng ta dùng một tay kia, chúng ta lấy sợi dây, cắt sợi dây nãy ra. Đó. Giờ chúng ta bóp liên tục. Ok, các bạn thấy bây giờ tôi làm một mình được rồi nè. Ok chưa? Đó, các bạn bóp thế này. Nhớ nha các bạn, trong đây là không có dùng chất ăn mòn gì cả. Nhất sơn sẽ đạt cũng không bằng dầu mới may. Tương tự chúng ta sẽ làm bên đây, khóa bên đây lại bằng dây nhựa. Rồi chúng ta để cho nó giữ cho đúng mặt phẳng, chúng ta cho dầu vô. Thì dầu nằm ở trong đây, không chạy ra ngoài được, tại nó có hình lõm mà. Rồi các bạn xem, bóp bung liên tục cho dầu lọt vào bên trong. Nếu mà dầu để trên đây nhiều quá mà nó lọt ra ngoài này, gắn bố thắng vào, nó lọt vào má ta, má thắng vô này thắng không ăn nha. Đây là cách bảo trì khi bê tông bị kẹt, hoặc là chúng ta có bà xe của chúng ta chạy thường xuyên á, chúng ta biết đi đường rừng, đường nước, đường này đường kia đó, thỉnh thoảng chúng ta ở nhà làm tối, chúng ta làm chút xíu là xong rồi, đúng không? Giờ bóp thắng nha, bê tông nhả rất nhanh. Ok chứ các bạn, nhớ nha, ta gắn thắng vào thì chúng ta tiến hành lắp vào nha. Thì trước hết lắp vào, bây giờ xem như chúng ta gắn thắng mới đi. Rồi đây, hai con lông đền có chữ ấp các bạn nha.
đưa lên, chúng ta ấp mặt vào trong. Rồi, cái khung này thì chúng ta đưa vào thẳng, đúng không? Đưa vào thẳng trước khi đưa vào trong xương. Ok chưa các bạn? Đơn giản không? 28 là định vị nha. Lọt vào cái lỗ acro này nè, là cái lỗ này định, nói định vị là người ta đã xác định vị trí đúng rồi đó, mình chỉ đưa vào thôi. Rồi chúng ta gắn vào, đưa vào trong, sau đó di chuyển con này xịt vào, dùng con ốc lực lực giác sau gã vào bên đây. Giá là các bạn, không có cứng nha. Chúng ta muốn chỉnh đó thì chúng ta phải đưa cái vành vào. Nếu mà khi chúng ta gắn vào mà chúng ta khóa thử nha, khóa thử nó lỏng quá, quá lỏng á, chúng ta phải siết vào chút xíu. Đây, các bạn thấy nặng hơn không? Đây tăng đưa, khi nó dặn vào là con vào thì khi nào mà khóa lại thì nó sẽ rút vào trong. Khi chúng ta gá thắng vào, gá bánh vào thì chúng ta thấy đây, cái khung nó di chuyển, vô thắng nằm ở dưới đây. Vậy chúng ta cho lên bằng nha, bằng dưới nền. Thì chúng ta kéo, trước hết là chúng ta phải đưa một tay đưa lên và đưa lên. Nếu như các bạn thấy nó bằng nhau nè, nhưng mà cái má thắng nằm như vậy cũng không được, đúng không? Phải chỉnh sao cho nó song song, dạ, như đúng như chúng ta chỉnh thắng về. Thì các bạn xem nói gì vậy đó, bằng nhau hai đường cong, đường cái đường má vành á phải song song nhau, không được như thế này nha các bạn, vậy cũng không được nha. Đó, nó phải như thế này đây, song song về hai mặt, mặt phẳng và mặt đường lai của cái vành cái nền, đúng không? Rồi thế này là bắt đầu chúng ta dùng, chúng ta chỉnh hai bên giống như vậy hết. Sau đó chúng ta dùng khóa lục giác này, chúng ta khóa con này lại nha. Sau khi chúng ta chỉnh, dùng tay chỉnh cho đều, các bạn thấy đây đúng chưa? Cho đều, sau đó chúng ta đưa hai hành trình, chúng ta tạm giá, tạm giá hai lục giác này lại. Bạn thấy vào chưa? Hơi nhiều đúng không? Ta xả ra. Xem như bên đây đã xong, giờ chúng ta khóa lại. Bây giờ chúng ta làm bên phải. Canh ngay khóa dưới, chúng ta sẽ chỉnh thắng, bố thắng, làm gì không được, đúng không? Đưa vào, ok. Các bạn nhớ nhé, xây cái này một tay cầm con heo dầu và một tay cầm cánh bướm tăng đưa như này nè, chúng ta xây và kéo tới kéo lui sao cho má thắng nó nằm đúng vị trí của nó.
Rồi xong chúng ta khóa con này lại. Khóa cứng tí nha các bạn. Con này không khóa nhẹ được. Nếu các bạn khóa nhẹ đó, là cổ dê này ôm con heo dầu không cứng. Khi chúng ta bóp thắng á, thì khi hai bít tông này chạy vào, khi lực nặng á, thì hai heo này sẽ chạy ra. Cũng vừa tay thôi nha.